20 ngàn anh chị mình sẽ sở hữu được một chậu móng rồng vàng siêu bờ lùm như thế này, rất là nhiều vòi luôn. Trời ơi, anh chị ơi cứu em với coi. Em lạc vô cái vườn hoa móng rồng vàng này, tự nhiên cái xây sẩm mặt mày, tay yếu chân run luôn, đi không nổi luôn. Tại vì cái cây nó quá đẹp mà hoa nó thơm nhức đầu quá đi. Đây nè, trời ơi mình thấy cái chậu thiết kế nào bự đẹp như vậy chưa. Các anh chị phi 30 mà em nói hả, nó quá trời dòi luôn. Lần đầu tiên mà thấy chậu móng rồng mà vòi hoa 1, 2, 3, 4, 5 rồi nó sưng cục cục nữa nè mọi người. Quá trời đẹp, vô cùng xuất sắc nha. Trong lô là 10 cây như một luôn, chứ không phải là 1, 2 cây nữa. Coi cây này nè. Trời ơi, nụ, nụ là nụ thôi rồi luôn. Cây này nữa nè, quá trời nụ. Cái lô hàng này á, nếu như anh chị nào mình muốn làm quà tặng thì em thấy rất là ok luôn. Cây vừa đẹp ha, và lại mang ý nghĩa phong thủy nữa các anh chị. Năm nay là năm rồng, cây này thì là lại là rồng vàng nữa ha. Nên các anh chị mình muốn tặng quà hoặc là mình muốn làm những cái chậu lan để trấn vườn á, thì mấy cái chậu này rất là ok luôn. Với một cái chậu này thì trên thị trường người ta đang bán với giá là 500 ngàn một chậu nè, nhưng mà nó sẽ ít vòi lắm. Còn đây là em sẽ cam kết lựa cho các anh chị mình từ 4-5 vòi đổ lên. Cây điều hướng đẹp từ gốc tới ngọn luôn, bản lá nở. Mà em bán cho mình chỉ có 320 ngàn thôi, tất cả em đều bao phí vận chuyển nha. Với cái móng rồng vàng á, thì các anh chị mình có thể trồng ở cái chỗ nhiều nắng được nè. Hoặc là anh chị nào mình mới tập chơi á, mình cũng có thể sưu tầm được những cây này. Vừa không phải mất thời gian ghép lại chậu, mà hoa được chơi lâu ha, mà đang có rất là nhiều hoa, cây tác phẩm đẹp. Và nếu các anh chị mình vườn nhiều nắng thì vẫn có thể trồng được dòng này, ra hoa liên tục và dễ chăm sóc.